Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình có cái cây hoa giấy, cây xanh quê. Dáng làng mình cắt thu cành để quay làm cái video giải trí chơi chơi để phục vụ anh em. Mình không phải là dân làm cây chuyên nghiệp đâu nhá. Chỉ là người chơi cây thôi. Nhà có đúng một cây này, dáng làng này. Thế nên là hôm nay cũng để nhiều năm rồi nhưng mà nó có tán bông chơi rồi, nhưng mà mỗi lần cắt chỉnh nó cứ thấy nó không hợp hợp. Thế nên là hôm nay quyết định cắt thu lại một số các cái cành nó vọt ra mới là vọt cao lên. Cũng không được tuyệt vời lắm đâu nhưng mà thôi cũng tạm tạm đạt tiêu chuẩn. Để cho nó giống cái cây tự nhiên là được, sum xê dáng làng sum xuê bay đều hết xung quanh. Đấy, quay để cho anh em xem. Mình đã cắt gọn đây nhá. Đây là sản phẩm mình đã cắt thu gọn rồi nhá. Đấy, rất nhiều vết cắt lớn này. Đấy. Rất nhiều những cái vết cắt lớn. Ngọn nghĩa là có hết rồi. Đấy này. Vết cắt rất là lớn luôn. Cắt tiếc lắm nhưng mà thôi đành quyết định phải cắt, chứ không vài năm sau rồi nó vẫn cứ như thế thì khó, cực kỳ khó chịu luôn. Đấy các bạn nhìn này, vết cắt rất là lớn nhá. Không sao cả. Đó. Cây sáng làng nhìn tương đối hấp dẫn. Quả chậu của mình thì đẹp rồi, cây thì đang tiếp tục làm. Giới thiệu với cả nhà, đây là tác phẩm xanh quê của mình nhé. Tác phẩm xanh quê của mình. Mình lên chợ thay chậu được một năm, thế nhưng mà năm vừa rồi để nó, năm trước là tiếc không dám cắt. Đấy. Mình cả nhà mình, cả vườn mình thì chơi mình chỉ có mấy cây thôi. Mình chơi thôi. Thế nhưng mà sau khi mà mỗi lần mà cắt tỉa nó nhìn thấy tay nó tán nó nhìn chán quá. Bởi vì là trước đây thì mỗi lần cắt thì cứ tiếc. Mục đích là phải cắt giật để làm sao cho nó côn cây nó đẹp. Nó thu nó rích rắc, tay cành bông cành. Thế nhưng mà cứ tiếc đâm ra chả dám cắt. Thế mà bây giờ để cứ để cuối cùng những cái bông nó cứ vươn dài ra. Lần này cắt thì mình cực kỳ khó chịu và quyết định phá. Cây lúc trước thì hầu như là đang để chơi nhá, có bông đầy đủ hết rồi, bông tay đầy đủ hết rồi. Thế nhưng mà thôi, cắt lại, cắt thu lại để cho những cái cành nó côn và nó đẹp. Mình cũng không biết làm đâu cho nên là chỉ bập bẹ chơi vừa làm cho nó vui thôi. Để tác phẩm của mình sẽ tự tay mình sáng tác. Mình cũng không thuê thợ hay là nhờ anh em thợ làm gì cả. Thế nhưng mà các bạn cho hỏi là mình tay mình cắt sâu, tay thì mình cắt tay thì mình đẹp thì mình vẫn để, thì không biết nó có đều nhau không nhỉ, hay là phải cắt đều hết. Thực ra bây giờ nếu mà cắt phá côn hết, phá ngắn hết để cho nó đều hết cây thì rất là đơn giản thôi. Thế nhưng mà không biết là nó có đẹp không. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đấy bây giờ mình tạo thành một cái dáng làng này nhá. Đấy, dáng làng chéo này. Trước cái phần bông bên này nó cao lắm. Bông nó cao ở đây này, nó cao ngang ngang với gần ngọn. Thế bây giờ mình cắt bỏ hạ xuống. Rồi những cái tay này nó bông ra ngoài khỏi thành chậu. Những cái tay bông ra ngoài thành chậu thì mình vừa cắt bỏ. Đấy các bạn, cho các bạn xem vết cắt này. Đấy. Vết cắt này, phục chưa? Đấy. Vết cắt to đùng luôn. Vết cắt này đường kính nó phải 8 cm.
phải chấp nhận cuộc chơi thôi. Trước là cái tay bay ra đây. Đấy, bây giờ cái rễ này rễ to quá này, mình đột bỏ để một cái rễ bé thôi cho thân thiện. Đấy, quay hết xung quanh cho các bạn nhé. Đấy, cái này nó vống lên cao quá cũng cắt bỏ. Cái thằng này cắt bỏ, chỉ để lấy tay bay thôi. Đó. Cắt rất nhiều vết năm ngoái cắt, nhưng mà cái tay này chỗ này nó hai bông đẹp ra đây, nhưng mà vừa rồi cũng cho bỏ luôn, thịt bỏ luôn. Thế còn ngoài này cắt đau nhất, chỗ này là ba bông, hai bông hai bên và một bông lên trên, nhưng mà nó cũng cứng quá, nó không uyển chuyển, cắt bỏ. Một cây xanh dáng làng ở vị trí rất là đẹp, lên chậu rất là đẹp khủng. Thế mà phải quyết định cắt bỏ thì cũng hơi tiếc, nhưng mà cuộc chơi này phải làm. Phải làm thì mới có tác phẩm đẹp được. Tác phẩm là do chính tay mình làm nhé. Mình là người chơi thôi, dân văn phòng công sở, không biết gì. Nhưng mà cứ nhìn cây của mọi người để học theo. Nhìn các cái cây dáng làng, bề thế, sum xuê thì mình làm theo. Đây, sáng này các bạn này. Hôm qua thì mình phá, hôm qua là cắt thô bỏ hết những cái cành lá. Sáng nay bắt đầu mới khử này. Đây các bạn này, nhìn này, những cái tay này. Đấy, to đùng. Đấy, bao nhiêu này. Đấy, đây, những cái bông nó thế này nhưng mà nó chưa không được đẹp như của cây, của thành phẩm của mọi người, nhưng mà nó cũng là hình dáng. Đấy, nó cũng có bông này. Lá kín là chơi được. Thế nhưng mà phải cắt bỏ, tiếc lắm. Nhưng mà thôi, kệ nó. Đây là toàn những tay rụt rịt giúp rích rác. Tức là cũng cắt nhiều những cái bông này, là khi nó thành hình thành như này là đã cắt bao nhiêu lần rồi. Đấy, bao nhiêu vết cắt này, rích rác còn nghèo này. Thế nhưng mà nó vẫn thuẫn thuẫn, nó bay, nó đơ ra. Thôi cắt bỏ. Cái xanh quê này nó khó làm các bạn ạ. Đây các bạn này, nhìn thấy bông này đẹp chưa? Đấy, bông này như thế này mà phải cắt bỏ. Đấy, cũng bay ngang, không được uyển chuyển rích rắc như các bác cây của bác thợ. Nhưng mà cũng với mình người chơi thế này là cũng tương đối ok. Tiếp tục mình quay tiếp. Đây cái tay này của mình thế này các bạn. Cái tay này nó buông xuống đây, nhưng mà đáng nhẽ nó buông xuống bay, bông bay ở đây thì đẹp. Cái cũ của nó lại hơi ngách lên này. Ngách lên, bông nó trên cao này. Bông mặt trên cao này. Thế cho nên là không đẹp cho lắm, quyết định thịt bỏ. Chỗ này cũng hai bông. Đó, cũng bông nữa. Đó, bây giờ mình nuôi tay bay xuống đây. Cái này cũng phải nuôi bay xuống đây. Nuôi bay kéo rụt nó xuống. Cái cổ ngọn thì mình thấy là tạm ổn rồi. Đấy, cái này mình cũng gửi vít xuống như thế này. Cái này, cái đuôi này nó, cái đuôi chỗ này nó như thế này, nhưng mà trước cũ của nó bay ra đây. À, nó bay vống lên đây, cao ở chỗ này, bông nó ở tận chỗ này. Thế mình thịt bỏ. Sau này lấy bay ra đây làm bông ở đây luôn, bông thấp đây. Đấy. Đây cái ông này cũng thế, ông này ông còn có một cái cổ cao lên đây, to đùng. Nhìn thô kinh cạch. Thôi phải quyết định cắt bỏ. Đấy. Sau khi cắt thu cái cây này thì nó hình dáng nó như đâu, như vậy. Cũng thấy được. Đó. Các bác thạo cây, làm cây nhiều, thạo cây có cây đẹp thì nhìn cái phôi này của em xem, tư vấn cho em xem là những cái cành nào cần thu, cần làm nữa không. Em cũng xem rất nhiều cái cây của bạn Nam Lê, bạn ấy làm thấy cắt rất là đẹp, mà các cây thành phẩm, cái cây nhà bạn thì đẹp, công nhận tuyệt vời, kết cái bông đấy. Thế nhưng mà thực ra là với em thì em không có thời gian để làm các bạn. Mà cũng không kiên trì để làm như thế được.
cắt này thôi, bây giờ nó ra bông rồi, nó bây giờ là vít nó từng tay một mệt lắm. Cái nữa là lắm lúc là cũng tiếc. Đây này, ví dụ như cho các bác xem, ví dụ cái cành này này. Cành này bây giờ được cái đường đi nó đi dài này ra. Lúc trước nó dài ra đây nữa, ba bông trong một cái tay. Thế nó cắt bỏ rồi, thế bây giờ để này. Rồi đang tính sau này không, cái này không, đây lấy một bông này. Đây lấy một bông và đi ra đây lấy làm bông nữa. Thế nhưng mà nó cũng không được côn rích rắc cho lắm, nhưng mà thôi, kệ thế thôi, không nó lại mất form dáng hết của cây. Mất form dáng cây mới mất đẹp. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Cũng thôi cũng tạm tạm êm êm. Dùng thôi. Đấy. Tiếp đến tí nữa em sẽ đục bớt vào mấy cái rễ. Để bớt vào cái rễ to. Cái bệ gốc thì cũng gọi là ổn ổn. Các bác cho hỏi là tại sao em nuôi mãi mà cái bệ rễ này nó không không bệt ra được nhỉ, không to. Cây của các bác cái bệ rễ bệt to đẹp. Em đây cái gốc thì ok rồi. Cái gốc thì đành già đấy, mốc meo hết này. Theo các bác sau này những cái bông dăm kia nó ra lộc ấy thì để to già mới bấm hay là bấm luôn ngay lúc đầu để cho nó tạo bông tán ngay, rích rắc ngay. Đấy, quay từ xa cho các bác xem nhé. Hôm trước nó còn lá nào nó sum xê hết cả cái vùng này, nhìn cũng đẹp phết, như là một cây rừng. Nhưng mà nay thì coi như là đã xong. Quay hơi ngược sáng thì các bác ạ, các bác thông cảm. Đấy, tác phẩm. Em sẽ đứng lên cao em quay ở trên cho các bác xem nhé. Đấy, phần trên của cây đấy các bạn, phần mặt trên ấy cũng rích rắc. Quả ngọn. Mỗi cái đế gốc hình như là cũng không được to cho lắm. Cái đế bệ gốc, bệ rễ không bệt, nhẹ nó phải bệt ra. Nhìn phê ở đây các bác nhìn này, cả bao nhiêu vết cắt này. Đấy, bao nhiêu vết cắt khủng như thế. Thế mà vẫn chưa hoàn thành được. Bệ thật. Cây này mà vào tay của Nam Lê thì chắc là phút mốt thì xong, bởi vì nó cũng không có nhiều tay lắm. Cảm ơn các bác đã xem video nhá. Các bác yêu thích kênh của em cho em một like và một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bác có thể hỗ trợ em tư vấn cho em các cái cách làm nó tốt hơn ở trong phần bình luận nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Rễ này rất là to, nó như cái ống này. Mình khử vỏ bây giờ chỉ để này thôi. Để không nó không bị bắt ở đây. Nên bây giờ mình đục bỏ cái bệ rễ này cho cây nó lên nhé. À, cho rễ khác nó lên. Ủa, không mất ảnh
Thế là xong cái bệ dễ dễ thả dễ buông này nha các bác nhé. Úi rồi kinh quá, là bao nhiêu dễ đấy, một lần làm không ok là phải làm lại, lưới đi lưới lại làm lại liên tục mệt mỏi đấy. Đấy không, đẹp chưa đấy, trước là một cái bệ ở đây đấy, bây giờ phá bỏ đấy, đây các bác nhìn này đấy, thịt bỏ bớt, thịt bỏ bớt để cho cái chỗ này nó không bị bị côn ở chỗ này các bạn, để cho đường dẫn nó lên đây, dẫn chất lên đây. Ở chỗ này chỉ làm một cái cành buông nhỏ thôi, đẹp đẹp thôi. Đó, đây vẫn tiếp đất nhá, dễ vẫn tiếp đất. Thế còn mấy cái ta chân rễ này thì em sẽ cắt để cho nó buông rễ ra đây, phủ kín cái chỗ này đi, không để tình trạng như này. Đấy. Sau một lúc đục phá tương đối ổn,